Hàng trăm công nhân công ty may DHA ở khu vực thị trấn Thứa, huyện Lương Tài, Bắc Ninh đã phải nhập viện vì có dấu hiệu ngộ độc thực phẩm. Theo thông tin chúng tôi nhận được, sau bữa ăn đêm qua, một số công nhân ở công ty may này đã có dấu hiệu bị ngộ độc thực phẩm phải vào viện cấp cứu. Đến sáng ngày hôm nay, hàng trăm công nhân tiếp tục có dấu hiệu bị ngộ độc phải vào cấp cứu Bệnh viện Đa khoa Lương Tài. Ngay sau khi nhận được thông tin về vụ ngộ độc thực phẩm này, Cục An toàn Thực phẩm Bộ Y tế đã cùng với Sở Y tế Bắc Ninh phối hợp điều tra nguyên nhân. Chúng tôi đã nối điện thoại được với ông Lâm Quốc Hùng, trưởng phòng giám sát ngộ độc Cục An toàn Thực phẩm Bộ Y tế. Xin chào ông Hùng ạ. Vâng, xin chào. Vâng ạ. Thưa ông có thể cho biết là đến thời điểm này thì đã có bao nhiêu công nhân bị ngộ độc thực phẩm và tình trạng của các công nhân hiện nay ra sao ạ? Vâng, vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra tại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên DHA tại chỗ khu công nghiệp Táo Đôi, thị trấn Thứa, huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh. Thì xảy ra là lúc 15 giờ ngày 14 tháng 10 năm 2014 là cái ca đầu tiên. Thế đến bây giờ tổng số hiện nay là đã được thu dung và điều trị tại các cơ sở là 360 người. Trên tổng số là 1.570 người ăn. Thế và diễn biến đã được các cơ quan chức năng và cũng như là các cơ sở điều trị triển khai các hoạt động điều tra xử lý và đã giải quyết toàn bộ. Là hiện nay là đến 18 giờ hôm nay còn có 43 trường hợp đang ở trong khu hai bệnh viện, một là bệnh viện đa khoa của huyện Lương Tài, hai là bệnh viện đa khoa của huyện Gia Bình để đang để theo dõi thêm. Trong những tình trạng có một số bệnh nhân đang là phụ nữ có thai. Thế và các cái bệnh nhân nhìn chung là đều đã được ổn định và đã được xuất viện để trở về. Thưa ông, vậy đến nay đã xác định được nguyên nhân gây ngộ độc cho hơn 100 công nhân là do đâu chưa ạ? Và các bệnh nhân này thì tất cả các bệnh nhân này thì đều có cái biểu hiện gây hội chứng rối loạn tiêu hóa. Thế các cơ quan chức năng đã được triển khai, đã điều tra và kiểm nghiệm bước đầu xác định đây là một cái ngộ độc thực phẩm do độc tố của vi sinh vật. Thế và liên quan đến những nguồn thực phẩm thì ở đây có thể nói là có liên quan đến thức ăn của trưa trong cái bữa ăn của công nhân công ty, gồm có canh cua, thế rồi là đậu phụ luộc, thế và đặc biệt là có món cá kho, cá thô để dạng. Thế thì trong các cái thực phẩm này thì nghi ngờ nhiều đến cái thực phẩm là cái cá khô chiên rán không đảm bảo an toàn, có thể là dẫn đến là cái tác nhân là cái ngộ độc. Thế và nguyên nhân thì đang được các cơ quan chức năng lấy mẫu để đưa về kiểm nghiệm tại trung tâm y tế dự phòng của tỉnh. Thế và nhìn chung các cái hoạt động cấp cứu và điều trị cũng như xử lý ngộ độc thực phẩm đang được triển khai rất là nhịp nhàng, thế và hiệu quả. Các cái hoạt động đã được điều tra khắc phục xử lý thì đến thời điểm này có thể nói diễn biến hết sức thuận lợi, có sự quan tâm rất chặt chẽ của Ủy ban nhân dân huyện Lương Tài cũng như là các cái cơ quan chức năng trên địa bàn, thế và các cái cơ quan cơ sở điều trị, cho nên là tình trạng nhìn chung là cái giải quyết khắc phục này cũng diễn ra thuận lợi. Vâng, xin chân thành cảm ơn ông.